Thưa quý vị, tỉnh Bình Thuận là thủ phủ trồng thanh long của cả nước với diện tích hơn 30.000 ha, sản lượng khoảng 600.000 tấn một năm. Trong những năm gần đây thì đã có nhiều hộ nông dân làm giàu nhờ cây thanh long. Song hiện tại thì do ảnh hưởng bởi hạn hán kéo dài, nhiều hộ nông dân đang lao đao với hàng nghìn trụ thanh long đang chết khô vì thiếu nước tưới, ghi nhận của phóng viên VTC16. Mấy tháng qua, hàng trăm nghìn trụ thanh long như thế này ở tỉnh Bình Thuận chịu tình cảnh thiếu nước nghiêm trọng. Nắng nóng, hạn hán kéo dài không những khiến thanh long trở nên còi cọc, teo tóp cành và không thể ra hoa kết trái, mà còn gây dịch bệnh, thậm chí là chết khô. Theo ước tính, cả tỉnh Bình Thuận với hơn 30.000 hectare thanh long thì có hơn một nửa đang bị thiếu nước và đang trong tình cảnh nguy kịch. Do cái năm 2019 nó dứt mưa sớm quá, cho nên là lượng nước nó không đủ, và từ năm 2020 đến giờ đến thời điểm này nó chưa có một cơn mưa nào hết. Do đó là không có nước để trên hồ sông Bao nó cũng cạn, nó không có giờ nước đầy được nên không có lượng nước tưới tưới. Mọi vốn liếng của bà con bỏ ra để trồng cây thanh long, mười mấy năm nay là thanh long khô chết luôn, thiệt hại mất trắng luôn. Hồ sông Bao là nơi cung cấp nguồn nước chính để sinh hoạt và tưới tiêu cho huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết. Hồ này có sức chứa 68 triệu mét khối nước, nhưng hiện chỉ còn chưa tới 1/3 và chỉ còn cách vài mét so với mực nước chết. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Thuận, gần 6 tháng qua, nắng nóng kéo dài đã khiến gần 15.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp của địa phương này buộc phải cắt giảm, trên 25.000 hộ dân với gần 93.000 nhân khẩu bị thiếu nước sinh hoạt. Tình trạng này đã khiến tỉnh Bình Thuận ban bố tình trạng hạn hán cấp độ 2. Liên quan đến vụ việc lúa hè thu của bà con nông dân thị trấn Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, bỗng dưng chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với địa phương khảo sát thực tế tại ruộng của bà con. Kết quả kiểm tra cho thấy nguyên nhân chính là do bị nhiễm phèn, không phải do nắng nóng như đánh giá ban đầu. Qua kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá, diện tích bị thiệt hại là khoảng 55 hectare, tỷ lệ lúa bị thiệt hại từ 80% đến 100%. Nguyên nhân do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, trùng vào giai đoạn lúa mới xạ đến giai đoạn lúa đẻ nhánh, làm cho tầng đất chứa yếu tố sinh phèn đã bị khô, nứt nẻ, tạo điều kiện cho độc chất phèn mau dẫn từ bên dưới lên trên tầng đất mặt và bị oxy hóa, dẫn đến hiện tượng xì phèn kết hợp với nguồn nước thải từ các ao nuôi cá, chủ yếu cá lóc, gần khu vực đã gây thiệt hại cho cây lúa. Theo thông tin của chúng tôi nhận được thì hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cũng đã chuẩn bị phương án hỗ trợ cho các hộ nông dân bị thiệt hại theo chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Sở cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Ngự chỉ đạo bịt ngay các đường ống xả nước thải của các ao nuôi cá vào đường nước tưới tiêu lúa, yêu cầu bắt buộc các hộ nuôi cá phải thiết kế đường ống xả nước thải đã qua xử lý riêng biệt, tránh gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, cũng tại những khu vực bị ảnh hưởng, nên có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, luân canh cây qua màu trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, theo mạng lưới các trung tâm nuôi trồng thủy sản vùng châu Á-Thái Bình Dương, NACA, thì một loài virus mới có tên là Decapod Egrescent Virus 1, viết tắt là DIV1, đã gây thiệt hại cho ngành nuôi tôm tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Nhằm ngăn chặn sự lây lan loài virus nguy hiểm này vào Việt Nam, hôm qua ngày 20 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn số 3359 gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên về việc tăng cường quản lý thủy sản vận chuyển qua biên giới. Tháng 2 năm 2020, bệnh do loài virus Decapod Egrescent Virus 1 trên tôm nuôi đã xuất hiện trở lại ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và gây ảnh hưởng cho khoảng 25% diện tích tôm nuôi ở tỉnh này. Virus lây nhiễm cho tôm ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng và đã được phát hiện gây bệnh trên một số loài tôm biển, tôm nước lợ và tôm nước ngọt. Hiện chưa có thông tin về bệnh do virus Decapod Egrescent Virus 1 xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, để chủ động phòng chống, ngăn chặn bệnh do virus Decapod Egrescent Virus 1 xâm nhập vào nước ta, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các cơ quan, địa phương, các tỉnh biên giới tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn tươi sống cho thủy sản.